Đây, chào các bạn. Đây là cái con xe quay mình mua đời năm 2017 ha. Thì hôm trước mình có mua cái đồ tiết kiệm xăng của Hoàng Sơn á, rồi mình gắn vô đây này. À, các bạn thấy không? Đây. Đó. À. Đây, đã gắn vô đây rồi. Thì đây. À, mình mua là hết Hoàng Sơn 300.000, thêm 30.000 tiền cước phí nữa là 330. Đây, theo giới thiệu là tiết kiệm được 20-30% xăng. Rồi mình đã mở ra được rồi. Thì hôm trước mình gắn vô thì 1 lít nó chạy được 50 km. Đó, sau khi mình thử thì mình chạy thấy rất là tiết kiệm nha các bạn, được tới là 77 km. Rồi mình đang đi vào cây xăng, mình đổ 1 lít này nha các bạn. Đây cây xăng, hết xăng rồi, hết xăng rồi. Đây mình đang thử cái đồ tiết kiệm xăng của Hoàng Sơn. Rồi như vậy là con của mình là hết xăng rồi các bác.